Cho Son, cho Min, Sam Katha. Katha này cân với cho Son, Min và Summer tôi nghĩ là cũng cân nhau ở trong Apla. Và cảm ơn cậu cả đang cổ vũ cho anh em cố lên. Khán giả luôn ở bên, đấy là có lẽ một điều rất hạnh phúc dành cho các game thủ của chúng ta, để khi chúng ta có thể vượt qua những lúc khó khăn. Tôi cũng rất tâm đắc với câu là sống ở đời mình phải nghèo, phải thật nghèo một lần để biết ai là bạn. Thì AOE cũng vậy, bạn phải thua một lần thật đau, thật sâu để biết thực sự ai là fan chân chính, ai là một fan cứng. Fan thì có nhiều cách để thể hiện tình cảm, từ những lời chúc, những cú like, lượt share hay là những câu động viên. Thì rất cần anh em hãy chung tay để cùng cổ vũ tinh thần. Mình ạ, mình là Vemun, thư bạn Nguyễn Đình Định. Có hai vòi rất xa, điều may đây là cho Son chứ không phải Ia. Đi nhanh quá, vâng nhanh nó cũng trở thành một cái bất lợi. Ở một mặt nào đó lại bất lợi nhiều thứ. Nếu là Ia thì tình huống này chắc chắn là không thể câu được hai con voi cùng một lúc như vậy. Rồi, cầu rất mượt với hai con voi này, bốn voi chết nhà chính. Đây sẽ cái sang 8, tầm 8 07. Còn game thủ BB thì sao? Máy BB, bài cầm Minoan đã có được quả phụ. Hiệu đầu có 5 con. Nguyễn Đức Bảo ơi, mình không quan tâm đến mấy thứ đó, mình không biết, tại vì mình là một trang giấy trắng. Đây là S thứ hai dành cho cái thủ BB với bài đánh 27 dân của Minh Đoàn, đánh rất nhiều dân. Bài có phải kín rồi cái BB đấy. Có phải khung đấy, mặt 12 giờ này lên là khung, chỗ này một BB là rất cứng. Trên 12 giờ có hai bãi vàng. Ice, ice,
Hòa và nhì kích ở 10-29. Còn BB chúng ta sẽ xem anh cơ cấu như nào với cái bài cầm minh oan như thế này. Màu 3 chưa lên đài. Một pha đi chéo cánh của Hoàng Anh nhỉ, xem liệu rằng ở cánh của BB là ai. Màu 7 vẫn là BB thôi. Đây rồi, như vậy màu 4 không. Màu 3 là ngay sát nhà của BB ở góc, trong góc nhá, sẽ góc 3 giờ. Còn màu 4 là gần 6 giờ. Chim sẻ là người cầm Katha. Chọc Katha trước, Summer không nên chọc. Bao thoát được giò. Tê đứng thủ nhau thì liệu rằng đồ bạn có đang đánh kiểu khung nhà lẫn nhau hay không? Không, nhà Katha này không thể là khung được. Bài bây giờ Katha vừa nhảy đời xong, kích muộn hơn so với Hoàng Mai Nhi khá nhiều. Rồi, ok, ăn được bẫy gỗ của game thủ có 4. Họ vẫn có thể dí dần ra để co cơ cấu và bò giữ được dân trọng. Họ là Katha. Bài này hình như sẽ đánh kiểu có ở nhà ra. BB như vậy là sẽ rất thoải mái cho phát triển. Bây giờ bác có thể đi chéo sang bằng tơn được không? Chéo bằng tơn đi cũng là màu 3. Tầm phút 14 hơn là sang đi là đẹp rồi. 15 hơn. Chưa thấy tơn hờ của bạn. À, lên muộn của U98. Sẻ có thủ phù. Như vậy là sẻ bắt phù sang để thủ kê nhà cho U98. Bây giờ này vẫn cứ có thể thoải mái để sóc những con cung A của mình và những con dân. Bà chim sẻ chuyển sang đánh có AP và đang thủ nhà cho U98. Đội bạn sẽ chăn ngược nhà Hoàng Anh Nhi nên anh sẽ giải chém bắt dần quân đội bạn. Bây giờ lại về thế đánh to ra vậy. Cả hai nhà sẽ đưa về thế đánh to ra. Đội bạn U98 lên muộn nhưng được sự hỗ trợ đến từ game thủ chim sẻ. Nếu một mình Hoàng Anh Nhi không đẩy được, mình cứ vào là đội bạn phù mất. Vâng, để xem Hoàng Mai Nhi đi đoán được con đoạn ra sao. Còn BB vẫn đang đứng thế thủ. Thủ dần và gặp luôn. Vâng, và lúc này thì có lẽ là chúng ta đã đến thời điểm để di nhà màu 3 này rồi. Vâng, rất nhiều những con chém của Hoàng Minh cũng đang đứng ở quanh đây. Vàng có vẻ hơi vón dành cho Bi. Ăn được không thì không ăn được cái này rồi. Tơn này là tơn mà đồ bạn sẽ túm được những con qua này. Và như vậy là cuối cùng thì game thủ chim sẻ đến đáng qua Rishai một cách thuyết phục khi mà đánh về với thế bà như này, dù chúng ta có bị bắt tông quân trước của Bi.
nhưng chúng ta vẫn đè tham. À, Mapla này mình đã nói rồi, nếu để Milan không được nhà thì nó thực sự nguy hiểm. Nó không kém bất kỳ một loại quân tiền nào hết. Chỉ cần để cho Milan không nhà và tụ được cung A. Một không ở trận đấu này. À, là một đều. Một đều trận đấu này, trận đấu thứ 3.